Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ thấy Phật, những gì là 10, đó là an trụ thế gian thành chánh giác Phật, là thấy không chấp trước, nguyện Phật là thấy xuất sinh, nghiệp báo Phật là thấy tin sâu, trụ trì Phật là thấy tùy thuận, niết bàn Phật là thấy vào sâu, pháp giới Phật là thấy đến khắp, tâm Phật là thấy an trụ tam muội phật là thấy vô lượng vô y bổn tánh phật là thấy thấu rõ tùy lạc phật là thấy thọ khắp đó là mười nếu các bồ tát an trụ pháp này thì sẽ thấy được như lai vô thượng phật tử đại bồ tát có mười thứ phật nghiệp những gì là mười đó là tùy thời khai đạo là phật nghiệp vì khiến cho chân tránh tu hành trong mộng khiến thấy là phật nghiệp vì giác ngộ căn lành thuở xưa vì họ diễn nói kinh chưa từng nghe qua là phật nghiệp vì khiến cho họ sinh trí dứt nghi vì người ăn năn ràng buộc của sự ràng buộc nói pháp xuất ly là phật nghiệp vì khiến cho họ lìa tâm nghi nếu có chúng sinh khởi tâm tham sẻn cho đến tâm ác huệ tâm nhị thừa tâm tổn hại tâm nghi hoặc tâm tán động tâm kiêu mạn vì họ hiện thân như lai các tướng trang nghiêm là phật nghiệp vì sinh trưởng căn lành quá khứ khi lúc tránh pháp khó gặp rộng vì họ nói pháp khiến cho họ nghe rồi đắc được trí đà la ni trí thần thông hay lợi ích khắp vô lượng chúng sinh là phật nghiệp vì thắng giải thanh tịnh nếu có ma sự sinh khởi hay dùng phương tiện hiện âm thanh đồng cõi hư không nói pháp đừng tổn não họ dùng để đối trị khiến cho họ khai ngộ chúng ma nghe rồi oai quang diệt mất là phật nghiệp vì trí thích thủ thắng đại oai đức tâm không gián đoạn thường tự giữ gìn chẳng khiến cho chứng nhập tránh vị nhị thừa nếu có chúng sinh căn lành chưa thành thục thì chọn không vì họ nói cảnh giới giải thoát là phật nghiệp vì làm theo nguyện xưa sinh tử kết lộng tất cả đều lìa đề. tu bổ tát hạnh liên tục không ngừng dùng tâm đại bi nhiếp lấy chúng sinh khiến cho họ khỏi sự tu hành rốt giáo giải thoát là phật nghiệp vì tu hành Bồ Tát hạnh không dứt, Đại Bồ Tát thấu đạt thân mình và chúng sinh vốn là tịch diệt, chẳng sợ chẳng hãi, mà siêng tu phước trí không có nhàm đủ, tuy biết tất cả Pháp không có tạo tác mà cũng chẳng bỏ tự tướng các Pháp, tùy nơi các cảnh giới vĩnh viễn lìa tham dục mà thường thích chiêm ngưỡng khen ngợi sắc thân chư Phật. Tuy biết chẳng do người khác ngộ nhập nơi Pháp mà đủ thứ phương tiện cầu nhất thiết trí. Tuy biết các cõi nước đều như hư không mà thưởng thích tra nghiêm tất cả cõi Phật. Tuy luôn quan sát không người không ta mà giáo hóa chúng sinh không có nhà mỏi. Tuy nơi Pháp giới vốn bất động mà dùng thần thông trí lực hiện các biến hóa tuy đã thành tựu trí nhất thiết trí, mà tu Bồ Tát hạnh không có ngừng nghỉ. Tuy biết các pháp không thể nói, mà chuyển tịnh pháp luân, khiến tâm chúng sinh hoan hỉ. Tuy hay thị hiện chư Phật thần lực, mà chẳng nhàm bỏ thân Bồ Tát. Tuy hiện nhập đại bát niết bàn, mà vẫn thị hiện thọ sinh tất cả mọi nơi, hay làm pháp quyền thật song hành như thế, là Phật nghiệp, đó là mười nếu các bồ tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được nghiệp rộng lớn vô thượng vô sư không do người khác dạy